Xin chào tất cả các bạn nha. Hồi sáng mình đi ra thăm heo á các bạn, giác này 6 giờ rưỡi nè. Hôm qua mình chưa có thấy hiện tượng xanh gì hết trơn á. Sáng hôm nay á là mình ra mình thấy 5-6 con rồi, nhưng mà mình chưa biết là bao nhiêu, chính xác bao nhiêu con. Mình thấy mình chạy vô mình lấy điện thoại ra mình quay cho các bạn xem liền nè. Đây. Nó xanh mà không biết xanh xong chưa nè các bạn. Mình thấy nó ra nhau, thấy nó hao một con rồi nha. Đó, bên đây là 2 con nè, 3, 4, 5, 6, 7 7 con mà nó gai nhau các bạn. Không biết có con nào gớt hay không nữa. Không có con nào gớt hết các bạn. Đó, con heo này nó sanh được 7 con nha. Hồi lứa trước của nó là nó sanh được 19 con. Hồi lứa vừa rồi các bạn là nó sanh được 17 con. Rồi lứa trước đó nữa là nó sanh được 19 con. 2, 4, 6, 7. Rồi bây giờ là nó sanh được 8 con nha. Đó, cái con này là tự sanh luôn nè các bạn. Giác này là 6 giờ rưỡi nè. Mình ra mình đứng ở ngoài mình kiểm tra thôi. Rồi mình thấy nó mấy con này nó bú. Rồi mình mới đi ra đây mình quay cho các bạn xem. Để mình sắp xếp chuồng lại để mình giữ đèn ấm cho nó, nha. Con heo này mình mới vừa dọn nhau với có một con nó bị chết đó các bạn, chắc có thể là bị ngợp á. Là bây giờ là nó còn 7 con nè, để mình quay sơ lược qua các đàn khác cho các bạn xem nè. Bầy này hiện tại là được 13 ngày nè các bạn. Đó. 13 ngày là nó biết ăn gành rồi nha các bạn, ăn cắm nước là gành rồi nha, cắm khô thì nó ăn một phần thôi. Đó. Bầy này là 8 ngày nè. Uống sữa với cám tập ăn rất là nhiều luôn nha. Bài này là 7 ngày nè. Đó. Heo hôm nay là 7 ngày tuổi nha. Bài bên đây là heo thịt của mình nè. Bài này chắc tầm 20 đến 30 kg các bạn. Đó, bài này thì chỉ được có 10 con thôi. Rồi tiếp theo thì mình quay heo thịt cho các bạn xem nè. Hồi bữa trước là mình đi 3 ngày mình bỏ nó quậy giống như trâu vậy á. Bên đây là heo thịt của mình nè. Heo này thì dao động chắc khoảng 75 đến 80 kg các bạn. Đó. Đây buổi sáng là vô là chưa làm vệ sinh gì hết nè. Thấy heo đẻ rồi mình chạy ra luôn nè. Giấc này là 6 giờ rưỡi nha. Và giờ này thì còn sớm các bạn. Đó. Đây là bầy heo thịt của mình nha. Còn bên đây là đàn nái nè. Cái con heo nào mà tự đẻ các bạn, nó rất là khỏe luôn nha. Đó, như con heo này là đẻ ra là đứng dậy ăn liền luôn nè. Đó, mình cho những cái con khác ăn á, nó đứng dậy ăn, mình đổ cho nó ăn luôn nè. Rồi heo con của nó là biết đường tránh mẹ luôn. Mẹ nó đứng lên là nó gom về chỗ khác hết các bạn, nó không có tập trung nó bú vú mẹ nó đâu. Đó, nó gom về một bên hết nha. Khi nào mà heo mẹ nó nằm xuống á thì nó sẽ lại nó bú. Còn mà những bầy mà các bạn đỡ đẻ á, là ngày đầu tiên giống như là mới đẻ xong á là nó không biết tránh heo mẹ đâu. Tại vì mình lúc mà mình giống như con nhà giàu chăm kỹ á thì nó càng dễ bệnh nha. Còn cái này là giống như con nhà nghèo là nó đã khỏe mạnh luôn rồi, đẻ ra là nó khỏe mạnh luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chăm sóc ngày đầu tiên cho uống amoc, bấm găng và cắt đuôi cái bầy heo này luôn. Bầy heo này á, thì mình cũng tập cho nó uống sữa cộng amoc và cộng cám tập ăn. Nhưng mà bầy heo này ít con thì sữa mẹ nó cung cấp đủ. Mình thấy cái bầu vú của những con heo mẹ nó bầu vú, mình thấy bầu vú nó bự lắm các bạn. Thì nó sẽ cung cấp đủ cho con heo này là từ 2 đến 3 ngày. Heo này lên khoảng tầm 3 ngày thì mình sẽ tập cho nó uống sữa cộng cám cộng amoc. Tại vì heo này nó chỉ có 7 con thôi, nhưng mà mình thấy bầu vú mẹ nó bự là mẹ nó sẽ cung cấp đủ sữa. Thì những ngày đầu thì nó không uống đâu, mình để vô thì nó hơi phí. Mình đợi cho con heo bao tử nó hơi rộng hơn xíu, nó bự to hơn xíu thì mình sẽ tập cho nó, thì nó sẽ dễ dàng, nó tiết kiệm chi phí của mình nha. Và như mấy cái bầy này á, thì mình tập ngay từ đầu ngày đầu tiên luôn thì nó uống bình thường. Bầy này hiện tại một ngày là 3 bịch sữa và 9 nấm cám nè các bạn. Đó. Mới có 12, bầy này hôm nay mới 13 ngày tuổi thôi là nó uống được 3 bịch sữa và 9 nấm cám tập ăn. Các bạn thấy ghê chưa?
Theo các bạn, lúc mà 10 ngày tuổi đến 12 ngày tuổi thì có ăn được gì chưa? Các bạn bình luận xuống để cho mình tham khảo nha. Bài này bữa nay là 8 ngày nè các bạn. Bài này hôm nay là 8 ngày tuổi mà mình chưa có cho nó ăn gì chân nè. Là bài này hôm nay là nó uống được 3 bịch sữa và 6 nấm cám. Mỗi lần là một bịch sữa, 2 nấm cám và nửa muỗng amoc. Nó lớn rồi thì mình giảm liều amoc lại. Còn bầy bên đây thì nó uống thấp hơn nha. Bầy bên đây thì uống 2 bịch sữa và 4 nấm cám thôi. Bầy bên đây thấp hơn 1 ngày nhưng mà nó uống yếu hơn, do heo mẹ nó nhiều sữa hơn. Còn bầy bên đây heo mẹ nó ít sữa nên nó uống cám với sữa ngoài này rất là nhiều. Để một tí nữa thì mình bấm găng, mình cắt đuôi thì mình quay thêm cho các bạn xem. Để chăm sóc cái heo ngày đầu tiên nhỏ amoc cho nó uống, cho nó đừng thích bị tiêu chảy. Đẻ ra là có một số con nó bị tiêu chảy các bạn. Ví dụ như con này nè các bạn thấy không? Đó, như con này là nó có biểu hiện tiêu chảy nè. Thì mình nhỏ amoc cho nó uống là sáng trưa chiều. Còn mà những con mà không bị tiêu chảy á, là mình cho nó uống sáng chiều. Con nào mà tiêu chảy nặng á, thì có thể là cho uống ngày hôm sau nữa. Thì mình bảo đảm các bạn là không bao giờ có hiện tượng tiêu chảy nữa. Khi mà heo con nó tập ăn sữa cộng amoc và cộng cám tập ăn, có amoc vào các bạn là cơ thể của nó rất là khỏe mạnh, hấp thu rất là tốt, nó sẽ không bị tiêu chảy nha. Mình đảm bảo các bạn luôn. Bạn cứ xem các clip trước của mình mà tập cho heo con uống sữa cộng amoc và cộng cám tập ăn đó, không có bầy nào tiêu chảy hết. Nếu mà tiêu chảy nó banh hết các bạn. Đó, như bầy hôm nay là 13 ngày tuổi nè, nếu mà nó bị tiêu chảy thì heo nó không được bóng mà tròn như vậy đâu, nó banh hết. Rồi, để một tí nữa mình quay ra cho các bạn xem thêm nha. Hôm nay là ngày đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn mới vào nghề bấm găng cắt đuôi luôn nha. Đối với trường hợp mà bấm găng á các bạn, đây con heo là nó có 8 cây găng. Bên đây là 4 cây, 2 trên 2 dưới nè, bên kia cũng vậy luôn. Mình cứ bấm sát nú nó là được. Các bạn đút cây kìm vô, các bạn bấm sát nú là được. Đây các bạn dùng cây kìm này nè. Đó, cây kìm này các bạn đưa vô đi, bấm sát lên. Rồi tiếp theo á là đây là cây kìm điện dùng để cắt đuôi nè. Đó, đây là cây kìm điện, đây có công tắc nè. À, bấm mở nè. Thì hôm nay là mình cắt đuôi với mình bấm găng cái đàn này luôn. Rồi sẵn mình cho uống amoc luôn nha. Amoc bột á thì các bạn là pha một muỗng cà phê, là pha khoảng 20 đến 30 c nước, là cho uống mỗi con 2 c, uống sáng chiều nha. Con nào tiêu chảy thì các bạn cho uống 3 buổi nha. Còn nếu mà nó tiêu chảy nặng qua ngày sau nó vẫn còn á thì mình cho uống thêm một ngày nữa thì đảm bảo là sẽ hết nha. Rồi ở đây là amoc bột nè, là mình pha, mình bỏ vô chai này cho nó uống nè. Mình bấm găng xong, mình cắt đuôi xong, rồi mình đút amoc bột cho nó uống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm găng cắt đuôi cho các bạn xem nha. Cắt đuôi á các bạn cắt ngắn ngắn thôi, các bạn đừng cắt dài quá. Ví dụ như con cái này sau này các bạn định để lại làm giống đi. Rồi, cái đuôi nó này các bạn, đó. Các bạn nên cắt ngắn thôi, các bạn đừng cắt dài. Đó, cái đuôi nó các bạn cắt ngắn thôi, đừng cắt dài. Các bạn cắt dài quá sau này á, thứ nhất là nó tiêu tốn thức ăn. Thứ hai nữa là nó giống như con này nè các bạn, là cái đuôi nó dài quá, lúc mà mình phối tinh á là nó sẽ ngoắc cái đuôi á, là nó chệch ống tinh của mình, khó chịu lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng đầu tiên á là cắt ngắn để cho nó đỡ tiêu tốn thức ăn. Thứ hai nữa là con cái nào mình chọn giống lại sau này mình phối tinh cho nó dễ, nó khỏi ngoắc đuôi chúng cái ống tinh mình phối nha. Mình đã bấm găng và mình cắt đuôi cho uống amoc bầy heo này rồi nè các bạn. Bầy heo này 7 con nha. Đó, thì các bạn nhớ chờ cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chăm sóc là heo con là từ lúc sanh cho đến 7 ngày tuổi và kèm theo chăm sóc heo nái luôn nha. Còn các bạn thấy bầy bên đây nó ăn cám sữa tập ăn không? Hôm nay nó mới 13 ngày nè, các bạn nhìn thấy nó ăn nè. Ở đây là 1 bịch rưỡi sữa và 3 nấm rưỡi cám nè. Đó. Đây mấy bầy đằng này nữa nè. Đây là có mấy con nhỏ nó bú không lại, nó ăn cám sữa nè.